trời đêm dần tàn, tôi đến sân ga đưa tin người cha linh về nhà, cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay, gió khuya ôi lạnh sao ướt nhẹ đôi ta. Nhiều khả năng là bất động sản tiêu dùng, tức là loại tài sản có thể khai thác dòng tiền thường xuyên hoặc gửi tiết kiệm, và sẽ có một bộ phận nhà đầu tư thay đổi mục tiêu cũ. Họ chấp nhận thu bạc lẻ và kiểm soát chặt dòng tiền còn hơn kỳ vọng lợi nhuận đột biến nhưng tiềm ẩn quá nhiều biến cố. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thị trường tiêu dùng.